Tôi nghe đây, chuyện bên đó sao rồi? Dạ, đã có kết quả thanh tra về quy trình sản xuất ở tiệm Du Bánh Mì. Không có chút sai sót nào hết. Có thể sẽ thông báo kết quả vào ngày mai. Cái gì? Không được dây dưa nữa, giải quyết dứt điểm cho tôi. Tiệm bánh nhỏ như bàn tay thôi, dẹp nó có gì là khó? Cho dù kết quả thanh tra có ra sao đi chăng nữa thì thiếu gì cách để làm. Tôi không muốn nghe bất kỳ thông tin gì về tiệm bánh đó đâu, rõ chưa? Dạ, em hiểu. Chúc mừng anh, kết quả thanh tra rất tốt, tiệm mình có thể hoạt động trở lại. Dạ, cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn. Lần sau được để chuyện này xảy ra nữa, vì đây là thành phố du lịch, dễ làm cho người dân hoang mang lắm. Trời đất ơi, chuyện này có phải là người nhà tôi gây ra đâu. Thôi, dạ, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Sau này chúng tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn. Chào ông. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ. Chào ông. Hay quá, chúc mừng ơi, đợt này coi như nhà mình thoát nạn. Bây giờ về nha, tất cả đi vô coi dọn dẹp phòng ốc cho đàng hoàng tử tế, rồi bắt đầu á làm cho ra mẹ bánh mới. Dạ dạ dạ. Bây giờ em vô em chuẩn bị mọi thứ để mình mở cửa tiệm. Rồi rồi. Ê ê ê, để tôi vô tôi coi tụi nó làm sao đã, chứ để ông thôi tụi nó phá banh cái lò bánh luôn rồi. Vô đi. Anh nhờ em đi thêm mấy bài dùng. Nếu cần thiết em nhờ các sinh viên đăng trên diễn đàn. Nhưng mà kết quả đã có rồi mà. Anh biết, có kết quả thì anh mới nhờ đến em chứ. Vậy thì chi phí bây giờ phải khác nghe anh. Em đừng làm anh khó xử. Anh chỉ muốn là công việc nó trôi chảy thôi mà. Chứ anh nghĩ coi, bây giờ tụi em cũng khó xử vậy. Cơ quan chức năng đã có kết quả hết trơn rồi, mà bây giờ tụi em ra bài mới, dư luận họ phản ứng ngược với tụi em. Chết tụi em nghe anh. Nhưng mà anh biết là em có cách khác, đúng không? Dạ. Cách khác hả anh? Vậy thì chi phí khác nha. Thôi được rồi, em cố gắng làm giúp anh đi, miễn sao công việc nó trôi là được. Anh yên tâm. Cảm ơn em. Dạ. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?